Bản tin bóng đá hôm nay, Công Phượng mở lối cho cầu thủ Việt Nam sang châu Âu. U22 Việt Nam đấu với Trung Quốc. Ngày ra mắt Griezmann đã được xác định. Siêu sao Barca Coutinho đồng ý đến bến đỗ mới Paris Saint-Germain là những tin tức đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Công Phượng muốn là hình mẫu cho cầu thủ Việt Nam sang châu Âu. Buổi họp báo ký hợp đồng ra mắt của tiền đạo Nguyễn Công Phượng đến đội bóng Bỉ Sinh Suiden sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời báo chí Hàn Quốc trước khi lên đường sang Bỉ, cựu cầu thủ của Incheon United thể hiện quyết tâm: "Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi mình trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ký hợp đồng thi đấu cho một đội bóng Bỉ, nhưng tôi cũng cảm nhận được áp lực dành cho mình. Tôi muốn trở thành một hình mẫu thành công của cầu thủ Việt Nam ở châu Âu chứ không đơn giản chỉ là tới đây để trải nghiệm." Giải vô địch quốc gia Bỉ Jupiler Pro League mùa giải 2019-2020 sẽ khởi tranh vào ngày 27 tháng 8 tới. Công Phượng sẽ có 2 tuần để hòa nhập với đội bóng mới, cạnh tranh suất đá chính trong đội hình câu lạc bộ Sinh Suiden. Sau khi ký hợp đồng với Sinh Suiden, Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại đến 3 nước khác nhau gồm Mito Hollyhock Nhật Bản, Incheon United Hàn Quốc và sắp tới là Sinh Suiden của Bỉ. U22 Việt Nam đá giao hữu với U22 Trung Quốc. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với U22 Trung Quốc vào ngày 8 tháng 9 tới trên sân khách. Từ nay tới tháng 9, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 5 đợt tập trung. Đợt 1 diễn ra từ ngày 8 tháng 7 tới ngày 11 tháng 7 tại Trung tâm Đào tạo trẻ PVF. Trong đó ngày 10 tháng 7, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U18 quốc gia. Trận giao hữu với U22 Trung Quốc cũng chính là trận đấu tập duy nhất của đội trong tháng 9. Hiện U22 Trung Quốc do huyền thoại Gus Hiddink làm huấn luyện viên trưởng. Đến tháng 10, U22 Việt Nam sẽ hội quân chuẩn bị cho SEA Games. Đội tuyển sẽ có 45 ngày chuẩn bị, một trận giao hữu quốc tế, 2 trận tại biên tập viên quốc trước khi lên đường sang Philippines dự SEA Games từ ngày 25 tháng 11 tới ngày 9 tháng 12. Bangkok United không thể chiêu mộ Anh Đức. Á quân Thái League Bangkok United đã khép lại quá trình chuyển nhượng giữa mùa giải sớm hơn dự kiến sau lễ ra mắt tân binh Chananan Pombakpa 27 tuổi đến từ câu lạc bộ Suphanburi. Đã từng có thông tin lãnh đạo Bangkok United liên lạc với câu lạc bộ VKBX Bình Dương cùng cá nhân Anh Đức để chiêu mộ tiền đạo lão tướng này cho hạn ngạch cầu thủ ASEAN mà đội bóng được phép đăng ký như quy định mà ban tổ chức Thái League cho phép nhưng cuối cùng không thành công. "Chúng tôi dành sự quan tâm đến cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc là đôi bên không đi đến thỏa thuận cuối cùng khiến cuộc đàm phán phải kết thúc", người phụ trách của Bangkok United và Chanita Chandrasap tuyên bố. Đến với tin tức chuyển nhượng bóng đá quốc tế, Coutinho đồng ý đến Paris Saint-Germain. Tờ Sport Tây Ban Nha đưa tin Philippe Coutinho đã đồng ý rời Barcelona để chuyển tới PSG ở mùa giải tới. Đại diện của Coutinho đang đàm phán với phía Paris Saint-Germain về các điều khoản cá nhân trước khi tiến hành thương vụ. Đến PSG là nguyện vọng của cá nhân Coutinho. Lúc còn chơi bóng cho Liverpool, Coutinho từng muốn chuyển tới PSG. Dù vậy, sự có mặt của Neymar vào hè 2017 tại Pháp đã khiến tiền vệ này không thể gia nhập đội bóng thủ đô Paris. Coutinho sau đó tới Barca nhưng quãng thời gian tại đây không mấy tốt đẹp. Màn trình diễn của anh không đáp ứng được sự kỳ vọng của câu lạc bộ và ngôi sao Brazil cũng không được lòng cổ động viên Barca. Barca từng muốn bán Coutinho với giá khoảng 100 triệu bảng. Tuy nhiên, với việc điểm đến là Paris Saint-Germain, rất có thể Coutinho sẽ là thương vụ trao đổi hòng giúp Barca có được Neymar. Griezmann sắp ra mắt Barca. Thương vụ Antoine Griezmann tới Barca sẽ hoàn tất trong những ngày tới. Hiện Barca đang gấp rút hoàn tất thủ tục để kịp ra mắt Griezmann trước khi toàn đội trở lại tập trung vào ngày 14 tháng 7. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Barca nhiều khả năng sẽ cho Griezmann ra mắt truyền thông và cổ động viên vào ngày 11 tháng 7. 3 ngày sau đó, tiền đạo người Pháp có thể cùng đồng đội mới chuẩn bị cho mùa giải 2019-2020. Ngày 5 tháng 7, Barca sẽ cho ra mắt tân binh đầu tiên, Frenkie de Jong, người ký hợp đồng từ đầu năm nhưng ở lại Ajax cho đến hết mùa giải trước. Khi hoàn tất việc ra mắt hai tân binh, Barca sẽ dồn lực tập trung cho vụ mua Neymar từ Paris Saint-Germain. Barca muốn bán Đức Van Kom cho Arsenal. Huấn luyện viên Unai Emery khao khát sở hữu tiền đạo Van Kom của Barca. Tuy nhiên,
Do không có nhiều kinh phí mua sắm nên Arsenal chỉ muốn mượn Malcolm ở hè 2019. Nếu cầu thủ 21 tuổi chơi tốt, Arsenal sẽ kích hoạt điều khoản mua Đức trị giá 40 triệu euro ở hè 2020. Đội bóng thành London cũng hứa sẽ trao cơ hội thường xuyên cho ngôi sao người Brazil. Nhưng Barca chỉ muốn bán Đức Malcolm thay vì cho mượn. Barca muốn thu về 40 triệu euro ngay hè 2019 từ việc bán Malcolm để phục vụ cho việc theo đuổi các tân binh. Đại diện của Malcolm được cho là sẽ gặp ban lãnh đạo Barca vào cuối tuần này để bàn về tương lai thân chủ của mình. Dembele từ chối Liverpool và Bayern. Theo L'Équipe, Liverpool đã có những liên hệ đầu tiên với Ousmane Dembele của Barcelona. Ngôi sao người Pháp lọt tầm ngắm của huấn luyện viên Jurgen Klopp trong quá trình tìm kiếm lựa chọn thay thế Daniel Sturridge đã rời câu lạc bộ. Tờ báo của Pháp cũng cho biết Bayern Munich cũng đã mở các cuộc thảo luận với nhà vô địch World Cup sau khi thất bại với trường hợp của Leroy Sané. Tuy nhiên, Dembele không mặn mà với cả hai đội bóng lớn châu Âu. Hãng thông tấn Sky Deutschland dẫn phát biểu của một thành viên trong đội ngũ nhân viên công ty đại diện của ngôi sao người Pháp cho biết, xác suất để Ousmane chơi cho Bayern và Liverpool mùa tới gần như bằng không. Anh ấy đang và sẽ ở lại Barcelona. Rakitic đứng ngoài vụ Neymar để thuyết phục Paris Saint-Germain nhà Neymar. Barca sẵn sàng chi 120 triệu euro và cắt thêm một số cầu thủ. Theo tờ Sport, Ivan Rakitic không nằm trong số những ngôi sao bị Barca đem ra trao đổi ở thương vụ này như truyền thông loan tin thời gian qua. Thay vào đó, khả năng Coutinho, Umtiti và Dembele là những vật tế thần Barca dùng để đổi Neymar. Trong số đó, Coutinho là cầu thủ xung phong ra đi khi anh đang có những cuộc tiếp xúc với giám đốc thể thao Leonardo của Paris Saint-Germain. Đại diện Bruno Fernandes tới Old Trafford, MU đã tiệm cận với việc sở hữu tiền vệ Bruno Fernandes. Theo nhà báo Nicolo Chira của tờ La Gazzetta dello Sport, hôm nay người đại diện Bruno Pinho của tiền vệ Bồ Đào Nha sẽ có mặt tại Old Trafford để đàm phán chính thức với MU. Trước đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ thông qua các cuộc điện thoại. Fernandes đồng ý với mức lương 200.000 bảng trên tuần cùng với suất đá chính được đảm bảo. Phía Sporting Lisbon cũng đã chấp nhận mức giá 55 triệu bảng MU đề xuất. Nếu không có gì biến động, Fernandes sẽ tới MU kiểm tra y tế trong vòng một tuần tới. Nếu thương vụ hoàn tất, Sporting sẽ có vụ chuyển nhượng giá trị cao nhất từ sau khi bán Joao Mario cho Inter Milan với giá 40 triệu bảng vào mùa hè 2016. Với MU, họ sẽ đón tân binh thứ 3 hè này sau Daniel James 17 triệu bảng và Wan-Bissaka 50 triệu bảng. Juve dâng 3 ngôi sao đổi Pogba. Juventus khao khát đưa Paul Pogba về câu lạc bộ ngay trong hè này. Trong diễn biến mới nhất, La Gazzetta dello Sport cho biết đội bóng thành Turin đã đưa ra đề xuất đổi 3 ngôi sao để thuyết phục MU nhà tiền vệ người Pháp. 3 cầu thủ được đem ra trao đổi Pogba là Paulo Dybala, Alessandro và Blaise Matuidi. Đây được coi là đề nghị hấp dẫn dành cho MU. Sandro và Dybala là những mục tiêu MU theo đuổi ở nhiều phiên chuyển nhượng. Khi còn tại vị ở MU, Jose Mourinho từng nỗ lực để có được chữ ký của Sandro nhưng bất thành. Với Dybala, dù không được trọng dụng ở Juve nhưng vẫn được đánh giá là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Matuidi sẽ là sự bổ sung không tồi cho hàng tiền vệ, đặc biệt khi Pogba ra đi. Mục tiêu hiện tại của MU là đưa về hai tiền vệ dù Pogba có rời câu lạc bộ hay không. MU đề xuất hợp đồng lương khủng dành cho De Gea. Truyền thông Anh loan tin ban lãnh đạo MU đã đề xuất hợp đồng mới cho David De Gea. Trong hợp đồng được MU soạn sẵn, De Gea được mời ký hợp đồng 5 năm kèm mức lương tăng từ 240.000 bảng trên tuần lên 350.000 bảng trên tuần. Mức lương này sẽ biến De Gea thành cầu thủ nhận đãi ngộ cao thứ hai ở MU, chỉ sau Alexis Sanchez. Với lời đề nghị hấp dẫn này, De Gea được cho sẽ sớm ngồi vào ký kết thỏa thuận mới với Quỷ Đỏ. Thủ thành Tây Ban Nha hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với MU. Nếu không đồng ý gia hạn, anh có quyền thương thảo với bất kỳ đối tác nào vào tháng giêng năm sau. Người đại diện cập nhật vụ Lukaku đến Inter. Inter Milan muốn có Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ cũng đã bày tỏ nguyện vọng rời MU đến Serie A chơi bóng. Khúc mắc của thương vụ nằm ở mức giá mà MU đòi hỏi. MU muốn có 75 triệu bảng nên đã gạt phăng đề xuất mượn 2 năm kèm điều khoản mua Đức của Inter. Từ thời điểm bị MU từ chối tới nay, Inter có vẻ chứng lại khiến người đại diện của Lukaku lo lắng. Chia sẻ với Sky Sport mới đây, Federico Pastorello cho biết sẽ sớm gặp mặt sếp Inter Milan để hỏi về dự định của đội bóng Italia. Chưa có tin tức gì cả. Tôi sẽ gặp nói chuyện với phía Inter để hiểu rõ hơn về tình hình. Chúng tôi sẽ xem xét quyết định họ đưa ra.
chúng tôi không phải người ra quyết định mà là Inter. Họ muốn mua cầu thủ, họ phải hành động. Inter đã cố gắng. Lukaku là mục tiêu mà họ đã xác định theo đuổi, nhưng mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Nhà vô địch U21 châu Âu hồi đáp MU, nhật báo Sport Novosti cho biết, MU đã gửi đề nghị hỏi mua Gianni Olmo của câu lạc bộ Dinamo Zagreb với mức giá 40 triệu euro. Gianni Olmo từng có thời gian tập luyện tại lò La Masia. Hè 2014, Olmo sang Croatia phát triển sự nghiệp. Mùa giải 2018-19, Olmo đã ra sân tổng cộng 44 trận trên mọi đấu trường, có 12 pha lập công và 9 đường kiến tạo. Ở trận chung kết U21 châu Âu gặp U21 Đức, chính Olmo đã góp công lớn với một bàn thắng ghi được, qua đó giúp U21 Tây Ban Nha lên ngôi. Mới đây, Olmo đã nhận lời phỏng vấn tờ Mundo Deportivo, được hỏi về sự quan tâm tới từ những đội bóng lớn trong đó có MU. Olmo nói, chúng ta đang nói về những giải đấu hàng đầu thế giới và mỗi giải đều có những điều hay. Liga rất đặc biệt với tôi vì đó là giải đấu ở quê nhà. Anh, Đức, Italia cũng là những nơi thu hút tôi. Chúng ta sẽ chờ xem. Chelsea chính thức ký hợp đồng 3 năm với huấn luyện viên Lampard. Tuy Chelsea không tiết lộ mức lương của Lampard, song một số nguồn tin khẳng định ở Stamford Bridge, cựu huấn luyện viên Derby County được trả 4 triệu bảng trên năm. Nếu làm tốt, Lampard còn có thể được thưởng thêm 1 triệu bảng nữa. Được biết, để có được sự phục vụ của nhà cầm quân này, Chelsea phải bồi thường cho Derby County 4 triệu bảng. Phát biểu sau khi ký hợp đồng với đội bóng cũ, người không phổi cho hay, tôi vô cùng tự hào khi trở lại Chelsea với vai trò huấn luyện viên trưởng. Tất cả mọi người đều biết tình yêu của tôi dành cho câu lạc bộ và lịch sử chúng ta cùng tạo nên. Tuy nhiên, mối quan tâm duy nhất của tôi lúc này là việc chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Tôi có mặt ở đây để nỗ lực làm việc, mang về thành công hơn nữa cho câu lạc bộ và tôi không thể đợi được đến lúc bắt tay vào việc. Lampard kết luận.